Rồi, hai xin chào bạn, mình là Tròn đây. Thì mình trả lời câu hỏi của bạn Vi Trần ha. Thì bạn hỏi mình là bên mình có cái con nào có cái chấm tròn tăng trô không? Thì bên mình hiện tại size nhỏ thì không có, nhưng mà size lớn thì mình có rất là nhiều ha. Thì đây là một trong những cái lô cá tăng trô mình mới vừa về ngày hôm nay. Thì cái kích thước của em nó sẽ từ 30-35, và cái con to nhất trong cái thao này sẽ là tầm cỡ khoảng 45 cm ha các bạn. Thì với cái thao cá tăng trô này thì cái chất lượng của nó chỉ tầm khoảng trung bình khá thôi các bạn. Nó tầm cỡ khoảng 7 cho đến 8 điểm ở trên thang điểm 10 thôi. Cho nên cái sinh lễ của tụi nó cũng khá là mềm ha các bạn. Thì đây là cái lô cá dành cho các bạn nào mà không đòi hỏi quá cầu kỳ, gọi là tuyệt đối hoàn hảo về em tăng trô. Size nhỏ sẽ là 60 tờ vé số cho một con, và size lớn sẽ là 80 tờ vé số cho một con ha các bạn. Thì bầy tăng trô này đã được một anh trai dặn mình khá là lâu, thì bây giờ mình mới có thể săn được cho anh đó đủ 9 con tăng trô ha các bạn. Thì bạn nào yêu thích cái dòng cá coi tăng trô giống như thế này thì các bạn cứ nhắn cho mình ha. Thì mình sẽ cố gắng tìm cho các bạn cho từ giờ cho đến dịp Tết là sẽ có những em cá tăng trô như thế này để các bạn có thể chưng Tết ha. Thì sau khi mà đủ số lượng cá tăng trô, mình sẽ đóng oxy và chuẩn bị bàn giao cho anh trai ở Tân Phú ha các bạn. Rất là cảm ơn anh Hoàng ở Tân Phú. Anh đã chờ mình tầm gần một tháng, anh đã dặn mình một tháng mình mới có thể gom đủ được cái số lượng tăng trô như thế này để giao cho anh ha. Rất là cảm ơn anh đã chờ đợi và không phụ lòng của anh, em đã tìm đúng được 9 em cá tăng trô để cho anh có được một cái bầy cá chưng Tết thật là đẹp ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại.